Kính chào quý vị đến với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương. Luật sư David Vương chuyên về những vụ tai nạn xe cộ, những vụ liên quan đến bảo hiểm và văn phòng tọa lạc trên lầu 2 khu Hồng Kông 4. Đến với làn sóng VOM TV 57.3 vào thứ hai và thứ tư từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Bây giờ thì trở lại làn sóng. Bây giờ chúng ta đang có luật sư David Vương trong phòng thâu, và trước hết thì chào luật sư David Vương. Dạ, chào Quốc Bình. Vâng. Không biết là dạo này bên văn phòng anh là tăng tốc độ gọi là bận rộn hơn chưa anh? Bận rộn lắm. Nghe nói là tả tơi luôn. Yeah, lúc này rất là bận rộn. Nhưng mà mình chỉ nhớ là nóng bữa nay thôi. Bữa nay nóng quá, nóng. Ra ngoài xe chạy nóng quá. Nhưng mà mấy đứa nhỏ của anh thì nó chuẩn bị là hết hè rồi, là chuẩn bị về chương trình. Tụi nó vô học thì phải rảnh hơn đúng không anh? Trời, nó đang nghỉ hè cho nên anh bị bận hơn vì mục đó. Yeah. Mà bình thường thì mỗi ngày, kính thưa quý vị, luật sư đến vừa lên đây đó thì cũng đem theo một đệ tử. Yeah. Bữa nay là lý do tại sao không có đứa nào theo anh? Quốc Bình bữa nay nói rất hay. Bữa nay cũng hợp với cái chương trình bữa nay là tại vì bữa nay nhà luật sư Vương cắt mấy cái cây. Cho nên nó muốn ở nhà nó coi người ta cắt cây. Cái máy chen so. Con nít cũng hay ha, nó nhìn thấy cái đôi lúc nó nhìn cái góc độ, nhìn cái gì cũng interesting, mà mình thì mình coi có nhiều cái thì mình thấy bình thường. Được thôi. Thì bây giờ mình nói về bữa nay đó, là nhà của David đó là bị foundation. Foundation hư, nghĩa là bị cái nền của cái nhà nó nứt. Cái hoặc là nó nghiêng, hoặc là nó tách rời ra đất. Nó giống như là cái phao nổi lên nổi xuống vậy đó. Ở đằng trước á, thì nổi lên, ở đằng sau á, thì chìm xuống. Thì bây giờ cái trước nhất á, là cái foundation nó hư. Thì Quốc Bình biết á, bảo hiểm nhà trả không? Đúng rồi. Bây giờ mới sực nhớ ra, không biết là bảo hiểm nhà nó có khoản mà sửa foundation không, mình cũng không biết luôn anh. Không có sửa foundation ở cái tiểu bang Texas này. Như vậy rồi sao, là mình lúc mình mua là mình phải kêu họ cho mình vô cái phần đó hay sao? Nó không bán cái phần đó. Nó không có để bán luôn. So nó exclude. Nó không có là mình phải on tiền túi mình luôn. Dạ. So trước nhất á, mà mình muốn sửa cái foundation thì mình phải cắt mấy cái cây. Đó, thì David nhà cũ rồi, 30 mấy năm rồi. Cho nên cây nào cây nấy là ôm to. 2-3 đứa mới ôm nổi. thì cắt cái cây xong rồi nó mất 2.500. Wow. Mặt lông xoay tùm lum la. Mình được mấy trăm thôi anh, thấy họ trim cây cho mình, hay cắt luôn cái cây xuống. Cắt luôn cái cây xoay rồi rút gỗ, rút rễ cái luôn, cho nên mệt lắm. Nhưng mà cái đó là cái điều thứ nhất. Thì nếu mà anh chị em nào mà cần cái người cắt cây giỏi là gọi luật sư Vương, tại vì thấy mấy anh này được á. Mấy này đúng được rồi. Nó đem tới mà trong vòng 30 phút là nó rào. Không, nó làm đúng là nó phải xay luôn, nghiền cái cây ra luôn. Dạ, không, không là nó chất nguyên đống lá. Không mà tùy theo dư muốn thôi, tiền nào của nấy. Tiền nào của nấy, dư muốn xay là khác. Thì bữa nay là 3.5 cây. Tại sao mà đây bịch gọi là 3.5 cây? Tại có một cây trước đó được cắt rồi, nhưng mà chưa lấy cái rễ. So bây giờ nó interesting đó là trong bữa nay đó cũng có một người thân chủ lên nói là luật sư Vương ơi, bây giờ cái townhouse của tôi á nó bị cái foundation. Thì quý vị biết á là cái homeowner cái association của cái townhouse đó thì họ sửa bên ngoài. Đúng rồi. Đúng không? Thì bây giờ để hỏi Quốc Bình á là cái foundation bị hư bên ngoài hay bên trong? Thì mình tính như vậy là bên ngoài. Rồi mình cho nó bên ngoài đi chứ, nó đúng không đâu đúng không? Nhưng mà diễn vậy thì bảo homeowner nó sửa không? Hình như không thấy cái homeowner nào nó sửa hết. Nó không sửa luôn, cũng luôn. Như vậy là cái mình không ý để ý những trường hợp khi mình đụng đến mình mới giật mình anh. Yeah. Như vậy thì cái vụ townhouse thì sao? Bởi vì mới hay, bữa nay chương trình mới hấp dẫn nè. Bây giờ lỡ là cái townhouse của mình là cái townhouse chính giữa. Hai thằng hai bên kia nữa. Nó nghiêng mà giữa mình chủng. Yeah. Mà nghiêng chiều nào mình cũng hư hết á. Yeah. So bây giờ mình gửi thơ lên mình nói họ xấu xé hình sửa thao, mình sửa thao hao cho tôi. Xấu xé thì nó viết thơ vậy, nó không, tao không có sửa thao hao. Thì thằng chủ mới đem cái cuốn sách 80 trang nó đem lên cho luật sư Vương đọc. Thì luật sư lật đây. Thì nó để là foundation á, là cái tựa đề của nó là những cái gì mà condo chịu trách nhiệm. Thấy không? Thì nó để tùm lum tùm la hết trơn, bắt đầu để chữ foundation. Thì nó chạy ngang cái nó để là nên. Còn bên kia thì nó để là homeowner chịu trách nhiệm hết. Cho nên bây giờ cái foundation của cái townhouse nó không trả. Cứ là nó cố tình nó có một cái clause nó exclude. Exclude nó
nói như vậy là mình cũng không đòi nó làm sửa được ha. Đúng rồi, bây giờ nó cái quan trọng nữa là bây giờ đó là mình kêu cái thằng foundation nó xuống, mà chúng ta nhớ nha, cái townhouse là một cái building trong trọng, thí dụ như 5 cái unit, 7 cái unit, nó dính với nhau một cái foundation. Rồi thì bây giờ mình cho thí dụ thôi, bây giờ nó bắt đầu từ của cái nhà mình nó đi ra, thì mình không sửa đó thì guess what happened, nó qua thằng bên tay trái, rồi nó qua thằng bên tay phải, nó qua rồi nó qua tới thằng cuối cùng luôn, đúng không? Đó, cho nên bây giờ là khổ á. Thì cái vụ này thì nếu mà mình muốn sửa mà cái những cái thằng xung quanh nó không, không muốn sửa thì mình cũng đâu sửa được. Đúng rồi, ý của David là nó lạ cái đó. Ý David nó là cái phòng đấy xin được có một cái là nó fee estimate, mình kêu xuống, họ sửa, họ coi bao nhiêu. Thì có nhiều lúc á là nó phải qua bên nhà thằng bên kia đào để nựng lên luôn. Đúng rồi, đứng luôn. Mà Quốc Bình biết không, cái phòng đấy sinh á, nó không có phải là nó chỉ đào ở ngoài thôi, nó đào ở trong nhà nữa quý vị. Nếu mà nó cần nó cần đào trong cái nhà, nó cái chỗ nào mà nó có cái plumbing á, nó đào trong nhà nữa, nó đào không còn chuyện gì xảy ra. Có cái lỗ. Đúng rồi. Có cái lỗ giờ để vậy sao được. Phải đắp lại. Ai đắp đây? Nhà của cái thằng kế bên nó đào có lỗ, ai đắp đây? Cái chuyện này hơi kẹt á, hơi phẹt á. Cái này là mới á, cái này tin tức nóng bỏng á. Đó giờ chưa có. Quả thật là như vậy, quý vị nào mua nhà cũng không để ý anh. Mua cái townhouse thì công nhận nó rẻ. Nhưng mà đến khi mà bị vậy á là mình thấy nó mới trở ngại là mình, cho dù mình muốn sửa mà nhiều khi sửa cũng không được luôn. Sau nó kẹt có một cái đó, bây giờ nó lạ lắm nè, bây giờ mình có 5 thằng ở trong đó. Cái thằng mà nó chưa bị hư gì á, nó nói tôi không trả, tôi không bị hư. Hoặc là bây giờ mình lấy 5, mình chia 5. Mình lấy 5, mình chia 5, còn cái thằng kia nó bị nhiều quá, còn cái thằng nó không bị nữa, tao 5 không được chịu. Hiểu không? Chia 5 điều cũng không chịu, nó không biết chia làm sao đây. Không thì bởi vậy, cho dù là trường hợp mà 5 người đều chịu sửa, thì người nói, ủa, nhà anh bị nhiều, anh phải trả nhiều hơn. Nhà tôi chỉ bị có một tí thôi, tôi phải trả ít hơn, nhưng mà làm sao ai là người quyết định cái chia đó. Bây giờ mình gõ cửa qua bên cái thằng Amigo, mình hỏi thằng Amigo, nó nói no, chết luôn. Bây giờ kẹt lắm quý vị, cái này là nóng bỏng nè. Bây giờ David chỉ có một cách thôi à. Bây giờ David nói là mình đi làm cái estimate đi. Đó, rồi mình cho estimate, nó họ giỏi lắm á. Nó rất là giỏi, nó estimate, nó vô nhà của David, nó estimate rất là giỏi, nó có cái máy, nó đo hay lắm. Nó không có cần đục vách tường, nó coi sâu vách tường được. Cái máy của tụi nó dữ lắm. Là nó đo cái độ nghiêng của mình bao nhiêu. Phải sửa bao nhiêu, phải độ, phải đào chỗ nào nữa. Để nó làm, nó sửa lại đàng hoàng. Thí dụ như bây giờ nó gắt như vậy nè, nó đào sao mà cái vách tường của mình á, nó trở lại như vậy. Đúng rồi. Trở lại xong rồi đó, thì mình mới kêu cái ông khác, ông sửa cái đó lại cho mình. Cái này phải làm gọi là cosmetic. Cosmetic, làm đẹp lại đó. Làm đẹp lại đó. Còn cái lỗ ở trong nhà của mình á, thì mày lấy cái tấm thảm mày trải ngang, nhưng mà mày đừng có đi lên trển mà té xuống chết chứ. Tối thiểu nó phải đổ, gọi là đổ xi măng lại cho mình, bịt cái lỗ lại chứ. Không, anh này là phòng đấy sình. Anh vợ làm đó, anh không làm chuyện đó. Nếu mà muốn vậy đó thì đi mướn cái anh mà mấy ông construction thì mấy ông làm cái đó. Mình có ông bạn thân mình đây này, kêu ông tới. Wow, như vậy cũng nhiều khê, ví dụ foundation. Mà biết sơ nhiêu tiền? Bao nhiêu, nó estimate bao nhiêu? 16. Wow, một cái foundation. Yeah. Cho nên quý vị nào mà mua nhà, mà nhà nào mà bị foundation, nhớ trừ hao cái tiền sửa foundation ra là cả chục ngàn, 20 ngàn không ít. Yeah. So cái lạ một cái nữa đó là bây giờ đó cái thằng homeowner association hoặc là townhome association nó chưa có biết mình bị trục trặc foundation. Bây giờ mình gửi thơ nó, mình nói nó còn foundation là nó chạy ngang, nó coi. Nó coi xong nó kêu mình sửa. Mà bây giờ mình đang kẹt tiền nữa là Tại vì cái townhouse nó gắt hơn là khu nhà. Nhiều khi là nó bắt mình làm là mình phải làm, mình không làm không được. Nó thua mình á. Đó. Nó thua mình á. Hoặc là mình không làm, bắt đầu nó làm á. Mà nó làm rồi là nó không trả giá, rồi nó sao nó chạy ngược lại mình. Nó chạy ngược lại mình rồi nó lấy cái nhà của mình luôn á. Như vậy là cũng có nhiều điều mà nhiều khi đôi lúc đi vào lâm trận rồi mới thấy là có nhiều cái ngõ quanh đấy. Với một cái nữa là cái kinh nghiệm của David á là mình tưởng nó hư chậm. Mình tưởng nó hư, cái nhà phòng đấy xin nó hư chậm, không chậm đâu, nhanh lắm.
bây giờ nó nứt tàn lan. Không, người ta nói là ví dụ như là nó có thể là bị hơi nghiêng nghiêng một inch chẳng hạn như vậy, nhưng mà mình ráng mình siêng năng mình tưới cây tưới nước xung quanh nhà nó giữ cho cái nền nó một inch. Ok, đó, cái này sự thật nè. Cái này bữa đó David mới đi thấy cái nhà của mình nó inch một inch đó, thấy nó nghiêng nghiêng á. Cái thôi bây giờ mình thức dậy sớm mình lên Home Depot mình mua một cái bucket của cement á mà nó ready to go rồi đó. Bắt đầu mình bữa đó mình mặc quần áo rồi đi construction mà đi sửa thì bắt đầu lấy dao lấy được ra quẹt ha, quẹt chết tường á. Cái ông nấy bờ ông đi ra ông nói David mày làm gì vậy, nói tao bị cái này gách này mày, tao phải mua xi măng tao làm cho chắc lại. Nó nói David mày có giờ lên trên không? Không, mày sao nó chỉ lên trên nè, như vậy nè, cái lỗ nó dài ra như vậy nè. Wow, như vậy là bị nhanh là bị nặng hả? Yeah, bởi vì mình không có thấy cái chỗ mà nó vẽ như nào mà nó thấy mày sửa này chi vậy? À, mày sửa này chi? À, rồi bà xã đây bên nói anh hơi nhà mình như có chuột nó chạy tùm lum trong nhà chứ. Là cái đó là mấy con sóc á. Sóc. Mấy con sóc nó vô. Cái mái nhà mình mà cứ hở là sóc nó hay vô lắm, nó chạy rần. Nhưng mà đó là một quả là cái kinh nghiệm. Kính thưa quý vị, nhiều khi mình bị foundation thì bây giờ mình mới biết là insurance cũng không trả. Yeah. Mình lỡ mà ở townhouse thì townhouse association cũng không trả luôn. Coi như là đường nào cũng là mình trả hết. Yeah. Như vậy thì mình có cái gì để mình trừ hao những chi phí mà cũng khá lớn này không anh ha? Mình chỉ gửi cái bill cho Thượng Đế thôi chứ sao giờ. Phải biết lại dành tiền chứ sao giờ. Nhưng mà đó, kính thưa quý vị thì thôi, đó là chương trình phần 1 của chúng tôi trong ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần 2 và trong phần 2 thì sẽ mời quý vị cùng gọi vào và tham gia cùng đáp án những câu đố vui của luật sư David Vương. Dạo này thì luật sư David Vương thì có mấy lần là bị lỗ nặng bởi vì là dùng những câu hỏi cũ quý vị biết hết trơn rồi, cho nên là hôm nay là bây giờ luật sư David Vương phải có câu hỏi mới. Hôm nay hôm qua mình đi ăn tiệc chùa của Wisconsin á, Thiên Văn. Dạ, Thiên Văn đó. Dạ. Có mời luật sư Vương thì luật sư Vương ăn, nhưng mà sự thật là luật sư Vương làm homework không ạ. vừa đi tiệc mà phải vừa nghĩ đến chương trình của quý vị. So cái câu đố người hôm nay nó như vậy là bà xã của David á, bà nằm trên bao, ok, bà xã David bà nằm trên bao, bà chết, bà lên thiên đàng. Thì bà lên thiên đàng đó thì bà dòm xung quanh thiên đàng thì thấy toàn là đồng hồ không à. Cái vách tường nào cũng có đồng hồ hết á. Cái mới hỏi là Thượng Đế ơi, tại sao mà nhiều đồng hồ thế? Nói cái đồng hồ này để đo cái lúc mà mình nói dốc. Mỗi lần mà mình nói dốc á là cái đồng hồ nó mu một ngắt. Thấy không? Mỗi lần nó dốc nó mu một ngắt. Thì Thượng Đế mới nói nè, con coi nè, thấy không? Thấy ông Phật Thích Ca không? Cái đồng hồ của ổng đứng 12 điểm mà không có nhúc nhích. Nghĩa là Phật Thích Ca không bao giờ nói dốc. Rồi cái em nói cái hồ cái ổng nè, mày thấy không? Mày thấy cái đồng hồ của chú Mạnh Sương Thái không? Nó nhích có 2 lần thôi. Nó nhích có 2 lần thôi, mày thấy không? Chú Mạnh Sương Thái đó. Rồi cái bà xã có đây bên bên nói vậy chồng tôi sao? Cái đồng hồ của chồng tôi đâu? Tôi không thấy. Sao tôi không thấy cái đồng hồ của chồng tôi? Bây giờ cái câu đố là Thượng Đế nó làm sao? Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị. Mời quý vị cùng gọi vào là 713-429-4046. Như vậy thì đây là câu đố hôm nay. Thì nếu mà vợ luật sư David Vương mà có lên thiên đàng thì hỏi Thượng Đế là bây giờ là luật sư Đế với Vương là cái đồng hồ nó nhảy mấy khắc hoặc là nó đâu rồi. Vâng, mời quý vị. Bây giờ bà xã đây mình không có thấy cái đồng hồ, phải hỏi cái đồng hồ của chồng con đâu rồi. Dạ. Dạ, bây giờ mời quý vị đang chờ cho đường dây ạ. Dạ. Cái câu trả lời là đồng hồ của chồng của con là nó chạy lẹ quá rồi, nó hỏng rồi phải đem đi sửa rồi. Sửa làm sao? Wow. Gần trúng rồi, cho 90 điểm đó. Dạ. Bây giờ lấy tên trước đi. Anh tên gì anh? Tên Đức. Anh Đức. Rồi, cảm ơn Đức. Đức chờ với màn hình rồi, nha. Rồi. Bây giờ mời quý vị kế tiếp cho đường dây ạ. Hello. Vừa mới mất 2-3 quý vị. Chúng tôi mời quý vị đang chờ cho đường dây ạ. Hello. Dạ. Hello, dạ có phải em không? Rồi, mời chị. Dạ, chào luật sư David Vương, em là Jenny. Jenny. có khi là chạy nhanh quá rồi, cái tại
tại vì hết chỗ rồi, cho nên cho nó bị nóng quá, cho nó để đồng hồ luôn rồi. Thì giống anh Đức hôm nay quá đồ rồi đó. bằng anh Đức rồi, nhưng mà thua anh Đức rồi, tại anh Đức nói trước rồi. Dạ chưa được rồi. Hello. Rồi mời cô. Dạ tới cô đây. Dạ. Rồi. À, đồng hồ của con nó chạy lẹ quá rồi à, mấy ông sa tăng ổng giữ giùm rồi. Giỏi nữa, nhưng mà giỏi nữa cũng gần trúng rồi. Chưa. Cũng gần trúng rồi, giỏi, rất là giỏi. Bữa nay mấy người này hiểu. Rồi sao? Vâng. Hello. Dạ. Dạ chào biết của danh luôn ạ. À. Này anh Hùng. Tôi tên Châu Đào. Anh Châu Đào. Anh Châu, chú Châu, anh có câu trả lời không anh? Đồng hồ của có câu trả lời ạ. Dạ. Đồng hồ sao? Dạ đồng hồ của anh David Vương chạy không ngừng. Chạy không ngừng. Dạ chạy không ngừng. No, bà xã hỏi là cái đồng hồ của chồng con đâu rồi, con không thấy. À đó. Dạ, cái câu hỏi là đồng hồ chạy không ngừng cho nên không thấy. Quá dữ. Cái người nào cũng gần trúng hết á, nhưng mà cái câu mà David đang tìm thì chưa có. Dạ. Mời quý vị kế tiếp cho đường dây ạ. Hello. Hello. Dạ. Ông thượng đế trả lời là đồng hồ của chồng con là tôi đang nắm giữ đây nè, tại vì nó quá xá rồi, thành ra thượng đế phải lo giữ nằm đây sao có đó được. Special thượng đế chạy nhanh quá nên lấy cầm đi kiểm soát nó luôn á. Cũng giỏi lắm nhưng mà phải thua anh Đức rồi, tại anh Đức nói trước. Alo, có một cái chữ mà đây đang tìm á. Có cái ý của anh Đức là khởi đầu đó. Mấy cái người sau này thì chưa có khác lắm. Dạ cũng giống như vậy. Dạ. Hello. Cô đây. Dạ. Yeah. Nếu mà Satan nó giữ rồi thì làm sao mà nhìn thấy? Không phải như vậy. Không phải. Bây giờ đây bị cho là nó không phải là Satan giữ. Nó vẫn còn ở trên heaven. Thank goodness. Thì Satan nó che đi rồi thì làm sao mà thấy được? Dạ không có Satan ở trong đây. Dạ. Yeah. Bây giờ đây bị cho quý vị và chị Nhung, cô Nhung biết là không có Satan. Yeah. Hello. Có phải đâu David không? Rồi, mời chị. Tại vì David Dương đâu có mang đồng hồ đâu thấy. Không phải. À, không. Này đồng hồ của trên thiên đàng. Dạ, yeah. Đồng hồ trên đồng thiên hồ. Đàng, đồng hồ trên vách tường đó. Tại vì ổng đâu có máng lên đâu thấy. Không máng lên. Không được. Wow. Qua cái kia chưa có ai đoán ra một cách chính xác lắm. Anh Đức là lần mở đầu. Bây giờ mình cho anh Đức trúng đi. Rồi. Ok anh Đức không biết anh có trúng qua chưa. Nhưng mà cái câu đố là cái câu trả lời như vậy. Cái thượng đế cái đồng hồ của chồng con đâu rồi? Nói Saint Pierre đó dùng cái đồng hồ của chồng con làm cái máy quạt để quạt ở trong cái nhà bếp á, nó nóng quá. Dường như là nóng quá. Cái này là đúng rồi, vậy chắc may cho anh chứ Đức đúng rồi. Nó khởi đầu cái ý này là nhanh quá, nhanh nó đổi mà anh Đức nghĩ liêu luật sư nó nhanh hơn vậy, nó nhanh nữa mà nó làm như cái quạt luôn. Nó dùng nó ngoài cái bếp á, nóng quá. Rồi như vậy thì chúc mừng anh Đức trong chương trình ngày hôm nay, mời anh Đức đến Mỹ Việt Service cho The Will Crest Golf Beach đó. Với một quà là 20 Mỹ Kim gọi Việt Nam. Bây giờ thì mình còn câu đố số 2 nữa. Câu đố số 2 này là cũng mắc cười. Câu đố số 2 là cái này là mình nói là cái này là cái gì. Ok. Thì cái người làm á, ok, cái người làm cái món này á, anh ta cũng không muốn cái món đó. Ok. Và cái người mua cái món này đó thì cũng không có cần cái món này. Ok. Mua rồi mà cũng không cần đó. Rồi cái người mà cần á thì không có biết là mình đang cần nó. Là cái gì? Là cái đó là cái gì vậy? Cái này như nghe quen ở đâu rồi đó. Nghe quen. Nhưng mà cái gì mà người làm không cần, người mua không muốn. Cái gì người làm không... Người mua đó, người làm không muốn. Dạ. Người mua không cần. Dạ. Mà người cần á thì không biết. Thì không biết mình đang cần. Không biết mình cần. Đỏ hết rồi. Bây giờ là cái gì? Chết rồi, chết chắc luật sư Vương thua cái câu này quá. Rồi, hello. 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 Dạ, mời chú. Cái đó là cái hòm.
cái hòm. Này đúng rồi. Hòm. Đến đỏ hết là luật sư Vương chịu thua rồi. Nhìn đúng rồi không anh? Đúng rồi chứ gì nữa, không đúng. Đó thì cái hòm là cái người làm ga đó thì không có không có muốn. Đúng rồi. Okay. Đúng không? Đúng không chú Tâm? Ừ. Đúng rồi. Rồi, rồi cái người mà mua á thì không có cần. Là tại sao không cần Quốc Bình? Tại mình đâu có chết đâu. Mình chưa có chết. Giỏi. À, cái người mà cần á thì lại là không biết. Là tại sao? Thì chết mất tiêu rồi. Chết mất tiêu rồi, đâu biết được nó đâu. Không, nhưng mà dạo này anh có những cái kế hoạch mà mình tự mua cho mình cái kế hoạch chết rồi. Trước đó là mình mua cho mình. Rồi bây giờ chúc mừng chú Tâm ơi. Chú Tâm ơi. Hello. Chú Tâm còn trên đường dây không ạ? À? Dạ chắc chú Tâm cúp rồi. Bây giờ thì chúc mừng chú Tâm coi như là đáp án trúng câu số 2. Câu đố mới mà sao như luật sư Lê Vương vẫn bị thua. Làm sao? Oh well. Anyway, luật sư Vương chỉ có hai cái câu đố của này thôi mà bây giờ là hết đố rồi. Thì mình bây giờ không biết Quỳnh có biết gì để đố không? Dạ, đúng cái hỏi đố biết đường đầu đố nữa nhưng mà mình cũng không còn nhiều thời gian nhưng mà có thể là bây giờ mình một cơ hội này chắc luật sư đúc kết lại một cái dặn dò của luật sư đối với quý vị ở bên ngoài kia trong những trường hợp mà mùa bão sắp tới hoặc là bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà gần đây có nhiều việc cần để ý không ạ? Nói về cái xe cộ mà lạ lắm Quốc Bình. Nó có hoài thôi nhưng mà thường thường quý vị bị tai nạn xe cộ. Quý vị không có tham khảo ai hết, quý vị cứ đợi cái người claim adjuster xuống. Họ nói là ok tôi sẽ xuống hay là tôi sẽ giúp vân 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 vân. Hoặc là chúng ta đợi cái police report về. Chúng ta đợi cái police report về. Nó tại sao anh không có gặp được sư Vương? Là tại vì không, tại vì em đang nó kêu em đợi mấy ngày đi để lấy cái police report. Đó. Cái điều thứ ba nữa đó để mình thấy nhiều cộng đồng Việt Nam chúng ta đó là bị tai nạn xe cộ đó là nghĩ là mình đi gặp luật sư mình phải trả tiền. Đó, cái mới hồi tối hôm qua đi ăn tiệc có người nói tôi không có tiền để trả luật sư đâu nghe. nói mà giờ tại vì mình quen cái phong tục là mình phải trả tiền luật sư nhưng mà những cái hồ sơ về thương tích tai nạn bảo hiểm từ chối những cái hồ sơ đó là những cái hồ sơ ăn chia. Mình không có trả cho luật sư. Vâng, thì có lẽ là cũng nhiều lần nhắc nhưng mà có lẽ là cũng không thừa để mình nhắc đây. Thì thường thì ai cũng nghĩ đến sợ gặp luật sư đó, luật sư nhiều khi văn phòng sư vô chạc theo giờ sợ lắm. Nhưng mà trường hợp của tai nạn xe cộ và bảo hiểm thì không. Bây giờ nãy bây giờ mới đố câu thứ ba, nó là cái đồng hồ của chú Mạnh Sương Thái mà nhích có hai lần thôi. Là tại sao? Là tại sao? Quên thiếu. Đúng rồi. Ngoài chú Mạnh Sương Thái lần này chú nằm chưa cho anh cái đồng hồ nữa bây giờ. Nhưng mà thưa quý vị thì cũng vừa rồi là chương trình với luật sư Đế Vít Vương. Cũng rất là vui, có rất là nhiều quý vị khán giả đã gọi vào. Thì chúng tôi cũng một lần nữa là chúc mừng anh Đức và chú Tâm. Hôm nay mời hai quý vị ra Mỹ về service cho The Will Crest Golf Beach đó, với có quà là 20 Mỹ Kim gọi Việt Nam. Và bây giờ thì xin phép quý vị cho chúng tôi ra làn sóng. Và nếu quý vị nào vẫn còn những thắc mắc hoặc những vấn đề về tai nạn xe cộ, những vụ liên quan đến bảo hiểm, quý vị cần những sự tham vấn miễn phí tại văn phòng luật sư Đế Vít Vương, quý vị có thể ghé trên lầu 2 khu Hồng Kông 4 hoặc là gọi số điện thoại trên màn hình để lấy một cuộc hẹn. Bây giờ thì chia tay cùng quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Và chào luật sư Đế Vít Vương. Dạ, Quốc Bình. Thank you.